Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ xuất hiện ở trong một cái khu rừng. Đây, khu rừng cây rất là nhiều cổ thụ. Mình đang ở với Dũng Liêm. Ở đây là cái chỗ là đây, ở đây kêu là xã Trung Thành. Đó. Bên kia lộ là một cái chùa, chùa của người Khmer. Cái chùa này theo mình được biết là người ta kêu là chùa Hạnh Phúc, Hạnh Phúc Tăng á. Vào khoảng đầu năm 2017 thì chùa này mới vừa khánh thành một cái chánh điện cũng rất là lớn luôn. Nhưng đợt đó là mình nhớ là người Phật tử của người Khmer á, là người ta ở rất là nhiều nơi, người ta đi về đây là xe ha, chắc từ đây dài dài tới tút đằng kia là cái sân vận động, mà tút gần chỗ ngã ba đằng kia là rất là xa luôn, hơn mấy ngàn con người ta. Còn ở phía sau lưng của mình là một cái lò thiêu mà đã nghỉ không hoạt động cái tay lâu lắm rồi, rất là lâu rồi. Và người dân ở đây người ta thường thường gạo vui cái chỗ này gọi là cái làng nướng, cái lò nướng. Rồi giờ mình để mình qua lộ quay cho mọi người xem. Ở phía trước cái cổng là có mấy con rồng, hai con rồng. Ủa sao không thấy cái đầu rồng ta? Rắn hả? Kìa, yeah, có cái đầu con rắn kìa. Thì là cái đầu, cái đó là con rắn chứ không phải con rồng. Vậy là cái con rắn. Con rắn. Đó, vậy mình tưởng là con rồng chứ. Nhìn có cái quay ở trên nha. Vậy là hai con rắn. Con rắn. Rắn mà nhiều đầu luôn. Mỗi một cái trụ cột của hàng rào là có một cái tượng bốn mặt của Phật. Còn bữa hôm nay mẹ mình bán ở đằng chợ đằng kia, đằng Xích Tảng chú, chợ Trung Thành. Mà người dân ở đây thường người ta kêu là chợ chùa. Đây là một cái tượng rất là bự. Bên đây vẫn còn một cái khu rừng cây rất là rậm rạp. Khi mà các bạn đi xa, đi từ hướng đằng ở ngoài lộ đi về là nhìn ở trên trời, nhìn hai bên hông là dễ biết lắm. Cái cây nhiều, cây cao nữa, cây bự. Giờ mình sẽ đi lại thằng mẹ mình để xem mẹ mình bán. Này bán chợ gần đây nè, cũng gần ngày gì chút. Đây là cái chợ Trung Thành. Thường thường á, ngày bình thường á là ở đây là người ta bán, những người ta bán rau củ rồi trong vườn đó ra. Còn có một tuần, có một ngày là sẽ có một cái ngày hội bán chợ như vậy nè. Đó. Thì hôm nay là ngày hội bán chợ. Chứ không á, bình thường á là nó là vắng lắm. Cái bảng chợ nó bị cái cây tre rồi, mẹ mình đang ngồi kìa, chú Út đang đi kìa. Mới đang chùa lại nè. Dạ. Dạ. Mẹ mình đang ngồi chỗ gốc cây. Mát mẻ, chỗ này ngồi tới trưa luôn. Cho đã. Hôm nay mẹ mình sẽ làm lại một món kỷ niệm 3 tháng vào nghề. 3 tháng vào nghề. Cái món đầu tiên mà mẹ mình quay mẹ mình làm món này nè các bạn. Vịt kho gừng.
Hôm nay mẹ mình sẽ làm lại món vịt kho gừng 3 tháng chưa ăn. Hôm nay sẽ ăn lại và cái lòng á, thì hôm nay mẹ mình sẽ xào với hẹ. Sáng đi chợ gặp hẹ, mua hẹ về xào với lòng vịt. Cái gì? Đầu cánh mình xào luôn không mẹ? Hay là do xào. Gió đầu cành. Hey, vịt thì nhà mình chỉ ăn vịt xiêm không à. Hôm nay mình sẽ ăn vịt xiêm nữa. Về gặp vịt lông quá trời lông luôn. Lông cứ ăn quá trời lông luôn. Nhỏ miết mài luôn. Sớm tính mẹ kìa mẹ phải làm gì phải không? Làm gì? Nửa con nấu cháo. Thôi đi, kho gừng không ăn. Rồi nửa con kho gừng. Rau đó cháu ăn. Thấy nguyên gì đi. Chà, vịt này nó không mở chứ. Mở nhóc, vịt này mở người ta cho thức ăn đó mà. Chứ không có cho ăn lúa đâu. Vậy là nói lúa. Dễ gì? Mẹ mới mua nè. Lúa dễ gì, 55 ngàn ký. Bởi vậy. Nãy giờ chạy đâu đó mới vô. Con lu. Quỷ lu. Không gà như hình như có da có thịt rồi đó mẹ. Có da thịt rồi. Quay lại cây, quay mặt lại cây. Nè nè. Quá trời mỡ. Sẽ mấy con cá điêu hồng nó bu cái phổi vịt kìa mẹ. Ủa cá điêu hồng nó cũng ăn phò ăn thịt đó hả mẹ? Cái gì nó dĩa. Đấy, cái giò nó ngục nữa kìa. Trước các bạn nói là sao ao cũng nuôi cá như mình mà sao nước đen thui. Là do nhiều khi á mình bằng gà bằng vịt đồ á mình dục những cái đầu lòng xuống mà cá nó không ăn hết á, để lâu ngày nó sẽ bị thúi, bị đen. Cho nên mình nếu mình có dục xuống mình sẽ dục số lượng ít và mình sẽ cắt nhỏ nó ra cho cá nó dễ ăn. Nó không có bị thúi. Ôi trong đó có cái sặc tham gia nữa. Mày sắc mày làm được một cái đó rồi lên cái đất lên làm luôn à. Thì đỡ không đi tới đi lui. Sắt gừng sắt diễn miếng vậy để ốp chung, còn mấy này để chừng nào rồi để vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ốp thịt. Ớt vậy là mẹ để nước mắm rồi luôn lên cái mẹ bắt xào cho tha xăng hết rồi mới để nước. Chứ không có bắt tại vì mình ướp tỏi rồi gừng trong này hết trơn rồi. Tỏi gừng khỏi cần bắt lên xào. Tỏi gừng bắt lên cháy á, mình ướp hết mình bắt lên cho xăng thịt. Thường thường người thấy người khác là ta sẽ cháy tỏi. Người ta sẽ bỏ thịt cho xào. Còn này là mẹ mình để tỏi. Vậy đó. Tỏi với gừng vô luôn. Được luôn vậy đó. Cha vịt này mở dữ nha. Nhấp mở luôn. Dữ dằn luôn. Thôi bị vụ rồi. Người ướp đất nữa xào hẹ nè. Mình đó là có đồ lòng. Mày có làm ruột hả mẹ? Không, ruột mỏng mà mẹ ruột à. Mình thường nó làm ruột gà hay là ruột vịt mẹ? Ruột vịt. Ruột vịt mà cái ruột nào mà nó dày đồ kìa mới ngon mới ấy.
Rồi mẹ để nước mắm vô, tí xíu nước mắm này đi cho nó thơm. Rồi canh nhắm chừng thôi. Rồi đây là mấy muỗng nè? 3 muỗng. Này là 3 muỗng nè, thấy chưa, nè nè đó, vừa luôn. Rồi bắt lên xào. Bắt lên xào. Dịch này mở nhiều lắm nha, dữ lắm luôn á. Còn thấy cái đít, còn thấy đít nữa kìa. Mẹ bị dụ rồi. Nè mẹ bị dụ rồi. Mê dịch, ăn dịch kho gừng, ăn mê nghe dịch cái bị dụ rồi. Bữa nay không phải mua mối mang rồi, thằng nhà bị dụ, quen không biết, không có mối. Hôm nay bị mọt rồi chứ không có mối. Ừ, nè, quá trời. Chị Hồng bán rau hả mà? Bà bán rau cải á. Nói tôi ơi, dịch nuôi lúa nó ngon dữ lắm. Không có lông tôi ơi, lông à, không có mỡ. Không có lông, dịch không có lông hả? À, không có lông con á. Không có lông con tôi ơi. Tôi mua đi ngon lắm. Con mới ăn nè. Ngon dữ lắm luôn. Trời ơi, ai ngờ. Mỡ không? Ví dụ rồi. Xăng rồi, mình để nước vô. À, mày thấy cái phao câu nữa không? Ừ, quá trời rồi. Đây nè. Cục mỡ đây luôn. Lát cái phải vớt mỡ, hồi nãy phải lạn da bỏ nó. Mỡ không à. Để gừng vô. Oh. Rồi. Nè, mẹ hạ xuống nha, tắt luôn rồi. Biếm này khó quá. À, cái này là để sau đừng cho nó thơm. Thấy không? Này biết mà chấm cái gì biết không mẹ? Chấm gì? Sao gồng. Salad. Ừ. Nhưng mà biết sao không? Bữa nay mình xào hẹ. Mình ra không có chấm đó. Rồi. Này ăn với hẹ. Ừ, rồi tắt lửa. Tắt lửa xào hẹ nữa đó là xong. Rồi xào hẹ nữa là ăn cơm. Hẹ này mua mẹ nó mua con bự rồi mẹ. Ừ. Hẹ nó thường nhỏ xíu à. Chắc bị ấy quá tớ. Hàng có thuốc phì không? Hay là hai là loại hẹ khác. Sao không biết con này nè. Mà. Sao mình thường thường hẹ tay có cộng nhỏ xíu à. Chị đó lấy dài nữa nè. Đâu mình ăn thử coi. Cắt cái cọng nó ra như không ra trời nắng lại đó mẹ. Ờ nắng lại này sao đắng sao thật nắng là nghe không cho nó săn, mẹ phải để vô miếng nước để cho nó mềm. Ủa sao lại mẹ không lấy cánh rồi luôn thôi như đây được rồi. Bỏ vào lòng, thiếu ruột. Ừ. Rồi, để nước vô. Để nước vô cho nó mềm. Mềm đồ đàm hoàng hết rồi mấy miếng lạnh gì không? Sao mà? Chắc kìa hả? À, à, không, rồi con mới để hẹ vô cái sơ qua sơ lại lấy. Ủa vậy là mày sờ có nước luôn hả? Giống như nấu canh không nha. Có vậy để cho nó mềm nè. Vậy, mà, vậy là mẹ chậm chút cho nó mềm luôn hả? À. Ủa vậy sao hồi nãy mẹ không ra làm bỏ giò vô mẹ nấu canh với kho rồi, luôn? Tại mẹ muốn làm đó ăn. Ngộ ha. Ừ. Rồi, để vô. Để vô là sơ qua sợ lò lại nhắc xuống rồi nha. Nó dai, hẹ nó dai, nó dễ dai lắm. Hẹ bó hành vô không mẹ? Hẹ hả? Để. Cho hành với hẹ. Hành vô. Hẹ sao hành? Ừ. Thơm cái mùi gì sao quá trời. Hẹ thơm mùi hẹ. Ừ, nghe cái mùi nó thèm á, hiểu không? Hẹ mình ăn sốc cũng được. Nghe không? Là muốn ăn á. Rồi, được rồi đó, bộ lòng nó, bộ lòng nó sủa, nó cái gì nữa. Lủi mất lủi rồi. Vô mất tiêu. Lủi vô đó mẹ. À. Để ăn cho nó giòn. Rồi, chào mọi người. Hôm nay gia đình mình ăn vịt kho gừng trở lại nữa. Lâu rồi. Nay ăn vịt kho gừng với có thêm món xào đậu quế gì à, hành quá hẹ. Giới thiệu món gì mà giới thiệu món gì là chết luôn. Giới thiệu rồi, giới thiệu gì là chết rồi, làm gì chết rồi ạ. Rồi mời mọi người dùng với gia đình mình nha, thiệt chứ giới thiệu vậy là chết rồi.
Nay thì được thêm món hẹ xào ngon ghê luôn. Đây, món cơm của hôm nay của hai mẹ con mình. Đó. Có món cam tráng miệng nữa. Rồi, mời mọi người cùng dùng cơm, gặp bữa dùng cơm. Bữa nay mẹ cặp cái giò nè. Đây. Nè. Đối mặt cái này là gì? Phao câu mẹ nào. Phao câu con vịt. Con vịt mẹ ăn. Con vịt. Đây. Hẹ xào với đậu lòng. Ngon. Lâu rồi mấy tháng rồi mình mới ăn vịt rồi lại nè. Có gừng á. Mỡ quá. Đi ra hả? Mỡ quá. Nay mẹ mình đi gạt rồi. Đi ra hả? Béo ngấy luôn. Thịt này là con vịt này, vịt nuôi thường mẹ mua của dì tặng là 80.000 ký, 75.000, mà này có 55.000 ký à, 55.000 mà là vịt lúa sao tin được, có mình có mình mẹ tin chứ sao tin được. Với cái chị đó nói mua đi tư, trời ơi mẹ nghe cái mẹ cũng tiêu lòng tưởng thiệt. Không mà thịt nè nó mềm. Đúng rồi. Nó không có rẻ bằng kia nó mà mẹ coi vậy là mẹ cắn là vô là nó cứng ngon lắm. Thôi nghỉ mai mốt không nghe ai nữa chắc. Thôi em mở với mẹ nghe nó dịch chim cái mẹ khoái rồi, nó nuôi lúa là mê rồi. Mà mẹ không nhìn sao nhìn dịch mà không biết không đó, nhìn thấy nó cằn cỗi đó. Mà tới chừng mà lông thì nó cằn cỗi. Lông cằn cỗi là sao nuôi lúa? Đúng rồi, phải rồi. Mẹ cũng ngu quá. Sao? Lông cằn cỗi sao nuôi lúa? Cằn cỗi là mình nuôi thức ăn. Ủa, phải rồi, nó ghĩa. Không mà mẹ thấy bó con giấy ấy bó cái cánh nó lại không? Cũng nhìn không kỹ nữa. Cho mẹ đi chợ vậy là chết rồi. Bởi vì mẹ tin, đi chồng. Đi chợ, chuyên gia đi chợ hỏi này ngon không? Ngon. Đó. tin người quá đáng. Ngon lắm. Mà một lần ha, đâu mua nữa. Không ngon lắm. Đi gạt lần một là không có mua nữa. Thường là hồi mở đầu mình mua con vịt tiêm bất cứ làm cái gì cũng vậy, con vịt từ giá 120 thôi là chưa tới 100.000 nữa, chưa được lắm, 85.000 à. Bởi vậy còn nói cái mẹ nói chắc người này bán lầm. Ai ngờ đâu mẹ lầm, mua lầm chứ không có bán lầm mẹ. Mẹ đi bán mà mẹ không nghe câu đó sao. Thầy có, nhưng mà trong vườn tưởng đâu ra mà kiểu với quen mà. Đúng không? Làm ngon, ăn một làm thì ngon. Mà thịt nó không có rẻ như vịt kia. Ừ, bộ mới nói nuôi lúa to mới lớn là bộ ít lúa lắm hả? Không phải. Cái dạng người ta nói nuôi lúa là con không phải là người ta nuôi lúa không. Có pha trong đó. Hiểu không? Nhưng mà nó ít cái số lượng thức ăn thôi. Mà con khoái ăn thịt vậy nè. Mềm đúng không? Mềm. Mà mẹ không khoái. Mà nó có mỡ thôi chứ thịt nó mềm. Ăn vô ngán. Tại nó có mỡ thôi. Phát hiện ổ chim trên cây mít kìa. Có một ổ chim. Chim này chắc chim chảo chảo quá. Tuốt trên cao luôn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của hai mẹ con mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.